Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái bước đơn giản để các bạn có thể tạo ra cái ảnh bìa YouTube nhé, hoặc là ảnh thu nhỏ với một cái công cụ hoàn toàn miễn phí, đó là cái công cụ Canva. Thế này, Canva nó là một cái công cụ rất là nổi tiếng trong giới design nhé. Các bạn có thể thiết kế đủ thứ luôn, hình nền, ảnh thu nhỏ, YouTube channel art, rồi là các cái ảnh ọt đẹp đọp, đẹp đẹp để các bạn up lên Instagram, Facebook, các kiểu đều được nhé. Thì cái công cụ này ấy, thứ nhất là nó hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể sử dụng gọi là không mất tiền. Và kể cả bạn làm cái tính năng là tạo ảnh thu nhỏ cho video các thứ rất là đẹp, nhưng mà nó cũng không bị mất tiền. Thế còn nếu như mà nó có bản Pro, thì bản Pro thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Tuy nhiên là nó sẽ phù hợp cho các bạn mà kiểu làm ra cái gì mà nó chuyên nghiệp đấy, chuyên nghiệp cần thiết hơn. Chứ còn nếu mà chỉ làm ảnh bìa YouTube thôi thì các bạn không cần phải trả tiền. Ok, thứ nhất là không cần phải trả tiền. Thứ hai nữa là nó rất là dễ sử dụng. Các bạn chỉ việc vào đấy và các bạn kéo kéo thả thả thôi là đã làm được một cái ảnh rất là đẹp rồi. Đấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn. Nó rất là phù hợp cho các bạn mà kiểu design nhưng mà không có kỹ năng design lắm ấy. Thì mình sẽ chỉ các bạn từ từ để các bạn dễ theo dõi nhé. Ok, điều màn hình. Đây là cái trang chính thức của Canva nhé. Thì nếu như mà các bạn muốn vào ấy thì các bạn có thể vào cái canva.com, hoặc là các bạn có thể đi đến cái đường link mình đặt ở dưới phần mô tả ấy. Đến phần mô tả để vào cái website này, website tạo ảnh đại diện. Thông thường ấy thì sau khi mình làm YouTube ấy, sau khi mình làm video xong ấy, mình up lên YouTube, mình để ở đấy đã, xong bắt đầu mình mới đi tạo ảnh đại diện. Chứ còn có nhiều người thì khuyên là tạo ảnh đại diện rồi viết tiêu đề trước ấy. Nhưng mà làm cái việc đấy thì nó cũng không phải là một cái quy trình kiểu thống nhất ấy. Như mình là mình làm video trước, sau đó bắt đầu mới làm đến ảnh đại diện. Còn cái tiêu đề thì mình sẽ để cuối cùng, mình sẽ ngồi mình nghĩ cái tiêu đề nó hay hay. Ok, thì để mà vào cái sử dụng cái Canva này, trước tiên là bạn sẽ phải tạo một cái tài khoản nhé. Ở đây là mình có cái tài khoản của mình ấy, mình đăng nhập bằng Gmail rồi. Tức là đăng nhập bằng Gmail, thì ở đây xong đấy là đây là trang chủ, nó sẽ có nhiều mẫu cho các bạn nhé. Tất cả có mẫu này, tạo whiteboard này, YouTube banner này, YouTube channel chính là YouTube thumbnail ấy, chính là ảnh đại diện ấy, video này, nói chung là phần mềm này, cái app này bây giờ nó còn cho bạn kiểu edit video luôn. Nhưng mà cái phần mềm edit video của nó thì mình cũng chưa kiểu tìm hiểu nhiều. Thế ở dưới này các bạn nhìn recent design, tức là những cái design mới của mình ấy. Đây là đa số những cái này mình đều làm bằng Canva hết nhé. Chủ yếu là Canva thôi chứ cũng không có cái công cụ gì khác. Thế còn một số cái mình chỉ lấy cái nền thôi thì mình có thể đưa thêm vào Photoshop mình làm thêm để cho nó đẹp. Đấy, ở đây rất là nhiều. Đấy, những cái mẫu của mình, kể cả logo các thứ mình design cho một số bạn ấy, mình cũng có thể dùng Canva. Ok, trước tiên mình sẽ đăng xuất cái account của mình ra nhé, để cho các bạn sẽ dễ hơn. Từ đầu ấy, từ đầu thì các bạn nào chưa có thì bạn có thể tạo một cái. Đó, ví dụ đây là sau khi mà các bạn vào cái trang chủ ấy thì nó sẽ yêu cầu bạn là đăng nhập, tức là đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Thì các bạn sẽ chọn là có hai option cho bạn chọn nhé, hoặc là các bạn đăng nhập bằng mấy cái tài khoản email của bạn ấy, gọi là Google account. Thế hoặc là bạn có thể dùng Facebook thì cũng được. Như mình thì mình hay dùng là tài khoản Google. Còn nếu mà không ấy thì các bạn có thể nhấn vào nút này Continue with email nhé. Continue with email thì nó sẽ cho bạn là nhập email của bạn vào, tạo mật khẩu các thứ. Mình chọn luôn là Continue with Google nhé, tại vì mình đã có tài khoản đăng nhập ở trên máy của mình rồi. Ấn vào đây. Sau khi ấn vào đây, nó sẽ cho bạn chọn cái tài khoản của bạn. Ví dụ mình chọn tài khoản này. Ok. Đó, tài khoản này là tài khoản Google của mình, chính là cái email mình sử dụng. Sau khi đưa vào trong, đi vào trong thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ gặp một cái trang như này, và để tạo cái ảnh thu nhỏ, ảnh đại diện cho YouTube, các bạn sẽ chọn tiếp vào phần này nhé, YouTube thumbnail. Đó, ấn vào đây, ấn vào YouTube thumbnail, đấy, create thumbnail. Sau khi vào đây thì các bạn sẽ đến cái giao diện, tức là cái giao diện sử dụng của cái ứng dụng. Thì giao diện sử dụng của ứng dụng này thì nó cũng đơn giản thôi, ở bên góc phải này là mấy cái thứ về đăng nhập, về tài khoản các thứ. Ở giữa này là cái cửa sổ, chính là cái khung này, là chính là cái khung mà để bạn tạo. Tức là đây là chính là cái khung ảnh. Bạn cứ nhớ thế, đây bên phải chỗ này là khung ảnh. Thế còn bên trái này là những thứ mà bạn có thể đưa vào khung ảnh. Nó giống như là cái nguyên vật liệu để bạn có thể sử dụng. Thì ở phần nguyên vật liệu này thì bạn có thể chọn cái mẫu, các cái mẫu dựng sẵn là template. Và bạn có thể tìm theo chủ đề ở đây nhé. Tìm theo chủ đề, ví dụ bạn có thể chủ đề là gaming này, food này. Ví dụ ấn vào gaming này. Đó, xong vào kích vào đây để chọn thêm các cái chủ đề khác. Rất là nhiều chủ đề, YouTube gaming này, ông rồi gamer này, ông rồi
nói chung là nhiều. Hoặc là bạn có thể tìm ở chỗ này, ví dụ bạn muốn làm về ẩm thực chẳng hạn thì bạn có thể tìm về food chẳng hạn, enter. Đấy, nó sẽ ra các cái mẫu về ẩm thực cho các bạn chọn. Tuy nhiên là những cái mẫu này thì các bạn chú ý một cái nhé. Ở đây, ở những cái mẫu mà nó không có ghi cái gì ấy, thì là bạn hoàn toàn được sử dụng miễn phí. Ví dụ như mẫu này chẳng hạn, Fresh and Tasty này chẳng hạn, thì bạn kích vào đây nó sẽ đưa ra đúng cái khung ảnh của bạn, và bạn sẽ có nhiều cái lớp ở đây rất là đẹp, đúng không? Thế còn có một số cái thì nó sẽ có cái biểu tượng, cái hình, cái vương miện ấy, có chữ Pro đấy, thì bạn nhấn vào đây thì bạn phải có cái tài khoản Pro thì bạn mới sử dụng được. Đó. Ví dụ như mình sẽ chọn cái template của mình là YouTube chẳng hạn, ví dụ phần mềm hay là YouTube edit các thứ, mình sẽ gõ vào đây, tức là tìm một cái template sẵn ở đây, dùng cái template sẵn, tức là dùng mẫu sẵn, sau đó mình sẽ tối ưu tùy chỉnh theo cái của mình. Thế còn bạn nào mà không thích ấy, thì bạn có thể xóa hết cái đi và bạn tạo từ đầu cũng được. Nhưng mà mình thì thông thường thì mình sẽ tạo ngay từ cái template sẵn ở đây. Đầu tiên mình sẽ vào chọn cái template, ví dụ mình muốn chọn cái này chẳng hạn. Đó, chọn cái này. Đó, kích vào, bạn chỉ nhấn vào đây chọn. Đây đấy, cái này là dành cho game các thứ nhé. Nhưng mà ở đây nó có thêm một cái nữa, tức là có một thêm cái logo của Canva ở chỗ này, tức là cái ảnh của cái ông này này. Ảnh ông này thì bạn sẽ không dùng được. Bạn dùng cái này thì nó phải có bản quyền của Canva, thì bạn sẽ xóa nó đi. Ok, đấy là cái mẫu nhé. Trước tiên là về mẫu, tí nữa mình sẽ chỉ thêm cho các bạn. Ở dưới này bạn sẽ có phần element. Element tức là những cái gọi là khung, rồi hình, rồi là các cái kiểu biểu tượng, các thứ ấy. Bạn có thể thêm vào trong cái ảnh đại diện của bạn cũng được. Tức là chọn ở đây, tất cả đây. Nhưng mà cũng chú ý là nó có hai phần nhé, miễn phí và cái phần là có cái vương miện. Vương miện này là phải có bản Pro thì các bạn mới dùng được hết. Tức là phần mềm hay là ứng dụng nào nó cũng thế thôi. Miễn phí thì bao giờ nó sẽ hạn chế hơn là các cái phần trả phí. Đó là element nhé. Bạn cũng có thể tìm các cái element ở đây. Bạn thích tìm là background, là nền này, xong rồi tìm arrow là kiểu mũi tên này hay là cái gì đấy, thì nó sẽ ra tất cả ra những cái mà bạn có thể dùng ở chỗ này. Đó, thì cái này nó chủ yếu là kiểu phục vụ cho các bạn là thêm vào ấy, thêm vào trong cái ảnh đại diện của bạn. À, bên cạnh đó ở dưới này là bạn sẽ có thêm là mục upload. Upload thì là những cái gì bạn có ở trên máy tính của bạn nhé, thì bạn có thể tải lên đây. Nó sẽ cho phép bạn là tải này, ảnh này, video này và audio này. Video và audio này thì chắc là sẽ phục vụ cho cái gọi là cái edit video thôi. Chứ còn nếu mà bạn làm ảnh đại diện, ảnh bìa, thumbnail ấy, thì bạn chỉ tải các cái ảnh thôi. Ảnh thì là bạn sẽ tải được các cái ảnh bình thường, ảnh không có nền. Nhưng mà nếu mà bạn muốn dùng cái tính năng này, tính năng là xóa nền của ảnh chẳng hạn, thì bạn lại phải có bản Pro nhé, lại có phải kim cương. Ở bên dưới này là sẽ là phần thêm chữ. Đó, bạn kích vào phần text, nó sẽ cho các bạn là tất cả những cái text này, ví dụ heading này, S ở heading tức là cái chữ này in đậm, to, heading 2, rồi là chữ bình thường và một số các cái mẫu chữ, tất cả các cái mẫu chữ này nhé. Và mẫu chữ này nó cũng giống như là cái phần template, là có hai phần miễn phí và cái vương miện. Nhưng mà nếu mà mình chỉ sử dụng miễn phí, mình chỉ sử dụng các cái tính năng miễn phí này thì cũng là ok rồi. Tiếp theo, bạn nếu như bạn muốn xem thêm, bạn nhấn vào More. Ở trong phần More này nó sẽ có rất là nhiều thứ linh tinh về ảnh này, style này, audio này, rồi là những cái mà kiểu mẫu miếc các thứ ấy, rồi là sticker các thứ mà để bạn có thể đưa vào, rồi là mấy cái tùy chọn mà bạn có thể import, tức là bạn đưa cái mẫu của bạn từ các cái ứng dụng khác vào Canva. Tuy nhiên là ở đây thì các bạn không cần quan tâm. Đầu tiên để tạo một cái ảnh đại diện, bạn ảnh thumbnail ấy, thì bạn sẽ vào phần template. Đó. Sau bạn chọn một cái mẫu ở đây. Ví dụ bạn làm về crypto, bạn chọn này, hoặc là về như cái này này. Cái này là hôm trước là mình dùng cái này để mình làm cái ảnh đại diện cho cái livestream của mình ấy. Đó. Thì mình chỉ xóa cái cô đấy đi và mình thay bằng cái ảnh của mình thôi. Tuy nhiên là để cái này nó đơn giản nhất nhé, thì mình sẽ chọn là cái hình này. Hình cái cậu lúc nãy đấy. Ok, họ chọn cậu này được. Đây. Cậu này đó. Mình sẽ chọn cậu này, coi như là mình làm cho một cái kênh, ví dụ marketing chẳng hạn, kiếm 500 đô một ngày. Thì để làm, trước khi làm ấy, thì mình sẽ phân tích cho các bạn là ở đây nhá, người ta sẽ có một cái hình nền này, có một cái hình nền màu vàng này, có một cái hình nền màu đen này, và sau đấy là có ảnh này, có ảnh của một cái cậu này này. Tất nhiên là cái ảnh này nhá, nếu như là bạn muốn dùng ảnh này thì cũng ok, nhưng mà thông thường ấy, mỗi một kênh ấy thì nên dùng ảnh của bạn. Tức là nó sẽ chia ra làm nhiều lớp. Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp này là đến ảnh, và lớp text là lớp 4, lớp chữ là lớp 4. Lớp 4 sau đấy là có một cái lớp gọi là nền của chữ nữa là lớp 5, tức là nó sẽ chồng là nhiều lớp lên nhau. Đấy, thì về cái nguyên tắc là như thế, là bạn chồng nhiều lớp lên nhau. Ở dưới này có thêm mấy cái mà phần bạn thêm vào. Đây, ví dụ cái này thêm vào. Những cái này thì bạn có thể hoàn toàn di chuyển nhé. Kích vào nó và bạn di chuyển. Di chuyển rất là dễ dàng, hoặc bạn có thể xóa, chọn vào nó.
bạn có thể ấn nút xóa, bạn xóa đi. Ví dụ ở trong một cái ảnh đại diện của mình không muốn dùng cái này chẳng hạn, ok mình xóa nó đi. Thế còn ví dụ cái nền màu vàng này chẳng hạn, mình muốn đổi sang một cái nền khác thì mình sẽ chọn nó, chọn vào cái nền nhé, ấn chọn vào cái nền, sau đó mình sẽ ấn vào cái đổi màu ở chỗ này gọi là background color. Bạn ấn vào đây, sau đó bạn chọn bất kỳ cái màu nào, ví dụ mình có thể đổi nó sang màu xanh, ví dụ màu xanh như này chẳng hạn, hoặc là bạn có thể chọn gọi là màu gì cũng được, xanh lá cây các kiểu đấy, tùy chọn rất là dễ. Thì nếu không mình sẽ, ví dụ mình sẽ chuyển sang màu xanh này nhé. Đó, màu xanh này. Đó là bước thứ nhất là với cái nền. Về thứ hai nữa là bây giờ đến cái nền thứ hai, tức là cái nền đen này. Đấy nhá, ví dụ mình sẽ xóa cái ảnh của ông này đi nhá. Tí nữa mình sẽ thêm cái ảnh của mình vào. Đến cái nền đen này cũng tương tự như thế. Đây, bây giờ màu xanh với màu đen, bạn muốn đổi màu thì bạn cũng ấn vào đây. Ví dụ đổi sang màu này chẳng hạn. Màu xám này chẳng hạn. Hoặc là màu xanh lá cây này chẳng hạn, hai màu. Đúng không? Màu xanh lục với màu xanh lá cây. Ok. Thế còn tiếp theo là những cái này, những cái thành phần này, nếu như bạn thích thì bạn giữ ở đây, còn nếu không thì bạn có thể xóa nó đi. Tiếp theo là mình sẽ đổi cái chữ, ví dụ đổi sang chữ Việt Nam, đúng không? Kiếm $500. Đó, kiếm. Sau khi mình đánh vào chữ kiếm thì nó sẽ to hơn cái nền của cái chữ, thì mình nhấn vào cái nền, kéo nó to lên. Đó, kéo nó to bằng cái chữ này. Đó, và bạn có thể kích vào bên này, bạn kéo nó đi. Kiếm $500, ví dụ chữ này thì mình sẽ kiếm 5 triệu. Triệu một ngày. 5 triệu một ngày. 5 triệu một ngày thì hơi giàu đúng không? Cái chữ này nhá, bạn cũng có thể đổi màu chữ rồi format lại cái chữ này cũng được. Bạn kích vào đây, nó sẽ cho bạn, ví dụ bạn muốn đổi màu chữ thì bạn nhấn vào cái này. Sau đó bạn chọn tiếp màu trắng chẳng hạn. Ok, màu trắng. Màu trắng thì hơi xấu. Chuyển màu đỏ đi cho nó hot. Ok. Bạn căn giữa, ấn vào đây để căn. Ấn một cái, ấn hai cái, ấn ba cái, ấn bốn cái, ấn năm cái. Đó, tức là căn giữa thì như này. Ok, kích ra. Sau đó bạn có thể cho to, phóng to, thu nhỏ chữ. Rất là dễ đúng không? Còn bạn muốn kéo thì bạn di vào cái mép này. Đó, di vào cái mép này nó sẽ cho bạn di chuyển và kéo. Nếu như bạn muốn đổi phông chữ thì các bạn có thể kích vào đây nhé. Nhưng mà nếu mà theo mình ấy thì các bạn không nên đổi phông chữ. Tại vì thực ra nếu như mà mình đã design bằng cái này ấy, mà mình muốn kiểu tận dụng các cái mẫu của người ta ấy, thì nên giữ những cái kiểu format của người ta. Ví dụ như này thôi. Ok, kiếm 5 triệu một ngày. Đây là một cái thumbnail cũng là ok rồi. Nếu như bạn post cái này lên YouTube là nó cũng gọi là kiểu rất là ấn tượng rồi. Tuy nhiên là mình sẽ thiếu một cái góc bên này. Thiếu một cái góc bên này là mình phải có thêm một ảnh của mình, đúng không? Thì ảnh của mình ấy thì mình sẽ tự up lên, đâm ra mình sẽ vào phần upload. Đó, vào phần upload, sau đó mình sẽ upload thêm cái ảnh. Mình muốn upload cái ảnh thì mình ấn vào nút này nhé, upload file nhé. Ấn vào đây, sau đó mình sẽ kiếm cái ảnh của mình trong máy tính của mình chẳng hạn. Up lên. Mình có rất là nhiều ảnh, ví dụ bạn có thể chụp ảnh bằng điện thoại hoặc bằng máy ảnh, các thứ gì tùy. Ví dụ mình sẽ dùng cái ảnh này. Đó. Ảnh này chẳng hạn. Ảnh này nó có dính cái micro. Ok, kẹt nó. Kích vào ok. Sau khi up lên nó sẽ ở trong cái thư mục này nhá. Đây. Nó cho ở trong cái chỗ này. Thì việc tiếp theo là bạn phải kéo nó xuống đây. Ví dụ mình sẽ dùng cái màu áo, mặc áo màu da cam đi, trông cho nó đẹp. Ví dụ ngồi đây, cái ảnh này là không có nền nhá. Mình đã tách bằng Photoshop ở ngoài rồi. Các bạn sẽ kéo, bạn thả nó vào đây thôi. Sau đấy bạn kích vào mép để bạn cho nó to lên. Kiếm 5 triệu một ngày. Một phép thôi. Ok. Đấy. Thế là rất là đẹp đúng không? Kích ra ngoài. Nhìn này cũng tương đối rồi. Như kiểu là nếu mà bạn làm một cái ảnh đại diện cho YouTube thì như này là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tải nó xuống. Việc tiếp theo là bạn phải tải nhé. Tức là các bạn phải tải cái ảnh này xuống máy tính của bạn nhé. Thì để tải thì bạn nhấn vào nút này, nút share này. Đó, share. Sau đó các bạn sẽ chọn tiếp là phần này, phần download nhé. Ấn vào đây, download. Đó, ấn vào download thì nó sẽ cho bạn là tải, chọn là cái file, tức là file PNG hoặc là file JPEG. Thông thường ấy mình sẽ tải cái file PNG và cái kích thước mà của bản free nhá là kích thước chỉ được HD 1280x720 thôi, nhưng mà up lên YouTube nó vẫn ok. Mình thì trước thì mình hay dùng là full HD 1920x1080, nhưng mà mình thấy nó cũng hơi nặng phiền. Và mình chỉ up kiểu 1280x720 thôi là cũng ok rồi. Nhìn trông nó cũng đẹp mà lung linh rồi. Tiếp theo bạn sẽ nhấn vào nút này để tải xuống, ấn vào download. Còn nếu như bạn muốn thêm tính năng Pro ấy, thì bạn sẽ có thêm vài cái tính năng này. Nó bị mờ đi. Ấn vào download. Tải xuống. Đó. Sau này bắt đầu nó đang tải xuống. Đây tải máy tính của mình. Đây là cái ảnh đại diện ở trên máy tính của mình. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Chính xác giống như này luôn. Kiếm. Kiếm 5 triệu một ngày.
Ok, đây là cái ảnh. Đấy, đây là ảnh đại diện. Trông rất là đẹp đúng không? Mà nó cũng sắc nét bình thường. Cực kỳ đơn giản đấy thôi. Mà từ nãy giờ là mình không có dùng tính năng Pro, không có làm gì cả. Đấy là chỉ hoàn toàn miễn phí thôi, bạn có thể tạo được một cái ảnh đại diện. Thế còn nếu như mà có nhiều cái thao tác khác, ví dụ như là các bạn nếu mà các bạn không muốn dùng mấy cái nền này của người ta ấy, thì các bạn có thể dùng cái ảnh của bạn cũng được. Bạn vào cái template này, sau bạn lấy một cái template, ví dụ cái template này chẳng hạn, thì sau đấy bạn thay cái ảnh vào, bạn đổi hết đi, bỏ cái nền các thứ này đi, xong bạn thay cái ảnh của bạn vào, hoàn toàn ok. Rất là nhiều cái template hay. Ok, video hôm nay mình hướng dẫn ngắn như thế thôi, hy vọng là các bạn dễ hiểu. Thế còn một số cái tính năng nâng cao hoặc là kiểu làm cho nó đẹp hơn một tí nữa ấy, thì bằng Canva thì cũng làm được. Thì mình nếu như mà có bạn nào có yêu cầu ấy thì mình sẽ làm thêm cho các bạn, kiểu design hẳn mấy cái thứ gọi là đẹp đẹp hơn. Ok, còn nếu bạn nào muốn sử dụng Canva ấy, thì xem đường link mình đặt dưới phần mô tả nhé. Thì đi đến cái trang này và bạn tạo tài khoản là hoàn toàn miễn phí. Và mua bản Pro thì cũng ok. Mua bản Pro thì sẽ có nhiều tính năng hơn và bạn sẽ được kiểu design nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Ok, video tương đối dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như bạn thấy hay thì nhớ nhấn like, và nếu như các bạn thích thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ có nhiều cái video hay hơn phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.